Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam, Ngài Kanat Tumis. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh giới thiệu khai quát về tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng và những lĩnh vực mũi nhọn mà thành phố đang thu hút đầu tư như công nghệ cao, càng biển, khởi nghiệp, đồ mới sáng tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn, ngài đại sứ thời gian đến sẽ là cầu nối giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Kazakhstan đến với Đà Nẵng. Đáp lại thình tình của lãnh đạo thành phố, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam, ngài Kanat Tumis, mong muốn thời gian đến, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là phát triển vận tải hàng hóa thông qua đường biển. Ngoài ra, ngài đại sứ đánh giá cao và tin tưởng vào tiềm năng trong xúc tiến hợp tác, phát triển du lịch giữa hai bên.